Bây giờ bắt đầu đi làm thần khí nha anh em. Thì giảm tốc là mình có cái khuyên này, cái đao này rồi. Thì bây giờ đang muốn làm thêm một cái cây nữa cho nó thời trang, và chọn cái đường môn này nha, đường môn. Quyết định chọn đường môn. Làm thêm một cây của đường môn cho nó máu. Trước dọn cất hết sạc cờ lon. Nhưng bây giờ mình lấy là thần màu sang, thần màu quẩy được. Chữ long văn, chữ đủ các thể loại. Khổng lồ đấy các bạn. Khi khổng lồ là mình để ở bên cạnh kia. Đang ghé mấy con khí khổng lồ. Cứ lên con trâu đã ha. Con trâu này. Tháng 1 là tháng ăn chơi nhé. Không biết là anh em là như nào, công việc thế nào. Không phải hắc này luôn này. Thằng nào bây giờ gì đây? Suýt đỏ. 30k trên 1. Bán suýt đôi khi cũng có tiền này. Để đâu ta? Không biết để đâu nữa. Hôm trước chơi event xong để ở clone, bây giờ có 6 clone rồi, không biết đằng nào bây giờ lúc lần lượt anh em ạ, chờ chút xíu nhé. Anh em chờ mình chút xíu. Đấy, bây giờ không biết để ăn nào nữa này. Ăn này cũng không có, không biết là hay thằng nào ngoáng sạch trời, thằng nào biết ăn clone mình ngoáng sạch trời anh em ạ. Thế thôi. Sợ lắm cái mấy các clone để bát dễ. Nhiều khi nó ngoáng sạch rồi, mình lâu lâu không vào cũng để ý thôi, ngoáng sạch sẽ hết thôi. À đây rồi, may quá đây rồi. Tưởng là nó ngoáng rồi thì xong rồi. Đây rồi. Ok, mình sẽ giao dịch sang cái con ăn này. thích con nghề hoàng quá mà không có đôi. Nghe gương. Thấy không? Minh phù này, cái này nó đủ rồi. 155 cái thông tí này, 4 con thông tí, hy vọng được hai đôi. Ok, rồi làm thần khí trước nha anh em, làm thần khí trước này. Mình sẽ đó, như hôm nay tiêu đề đấy là chi 200k để làm, nhưng thực ra nó phải hơn đấy. Đây. Xem nào. Cái đại châu lam giả này thì là không thích. À, nó như thế này đi nha, như thế này cho nó dễ đi. Có rất là nhiều bạn bảo là cái cách làm thần khí của phái Mộ Dung ấy thì làm như thế nào, thì có lẽ là tiện cái video này thì mình sẽ làm và chia sẻ với anh em luôn cái cách làm thần khí với Mộ Dung nhá. Thì tiện video này chia sẻ luôn. Thì đầu tiên ấy, ở trên này này, trên shop này này, tại vì mình muốn dẫn dắt cụ thể cho những anh em nào mới cũng biết, và những anh em nào cũ thì đương nhiên là biết rồi. Chào bạn Bùi Huy với Mạnh Lê nhé. Thì trên shop này này, chúng ta không nhìn thấy cái thần khí của thằng Mộ Dung đâu cả, đúng không ạ? Không nhìn thấy, làm gì có đâu, đúng không này này. Thế thì vẫn có cách để làm được. Đây này, có cái dòng đó là luyện tinh di vô ngân kiếm này này nhá. Đấy, các bạn bấm thử vào đi. Đấy, bấm thử này thì nó ghi rõ đây này, cần có thần khí đại thương trần ảnh. Đấy, thì đây là một gợi ý. Thì cái tinh di vô ngân kiếm này chính là cái thần khí của thằng Mộ Dung đấy. Thế nhưng mà chia sẻ với các bạn luôn như này này, là cái phiên bản này thằng Mộ Dung thường cầm đao để lấy giảm tốc, ví dụ đao MG này. Đấy, mấy cái thương này có giảm tốc này, hoặc cầm cái khuyên, chứ không mấy khi thằng nào nó cầm cái kiếm cả. Nhưng mà đây là cái video mình chỉ các bạn luyện luôn nha. Thì đây mình sẽ nói chung là hy sinh 200k để làm một cái video đấy. Gọi là 200k nhưng mà thực ra là hơn đấy, nhưng mà gọi là 200k thôi. Thì hy sinh nhá, cầm cho nó đẹp, chứ thực ra cái này nó không tác dụng. Rồi, đây mình sẽ mua sẵn trước để tí làm cho nó nhanh. Chứ còn các bạn, nếu các bạn cứ mua từ từ cũng được nhé. Đây, thì mình sẽ mua 50 cái này. À, các bạn để ý kỹ nha, mình sẽ làm thật chậm để các bạn cùng thấy. Rất nhiều bạn hỏi là cách làm thần khí của phái Mộ Dung. Thì cái tiêu đề video đoạn này mình sẽ cắt riêng ra, mình sẽ để tiêu đề video là cách làm thần khí phái Mộ Dung. Thì các bạn lên mục tìm kiếm của YouTube, các bạn có thể gõ là cách làm thần khí NTM là thấy video chung. Còn cách làm thần khí phái Mộ Dung thì bạn sẽ thấy video. Các bạn muốn tìm bất cứ cái gì thì các bạn cứ lên mục tìm kiếm của YouTube nhé. Bạn gõ cái mà bạn cần tìm, sau đó thêm đuôi là chữ N, chữ T, chữ M vào. Lấy ví dụ đó là cách làm long văn NTM. Như thế này, cách làm long văn NTM. Đấy, các bạn ghi gõ vào này là thấy này. Nhớ thêm dấu vào nhé. Đấy. Hoặc là các bạn gõ là cách làm thần khí NTM. Các bạn gõ như này sẽ thấy. Vì tất cả những video mình hướng dẫn, các bạn có thể tìm bằng cái cách đó, nó rất là nhanh. Tiếp đến là mình mua 50 thần đến tận mã 8. Đấy, 50 cái. Đây là đã tồn 50k rồi đấy. Bây giờ tiếp này, mua thêm cái này nữa này, đại thương nhân này đúng không? Đây này, nhớ lại nhá, các bạn chưa biết luyện đấy này, bấm vào đây này, luyện tinh diêu kiếm, đại thương chân ảnh thì vào shop tìm xem đại thương chân ảnh ở đâu. Đây, đại thương chân ảnh, đây 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 đây, cái nào cũng được nha, nó cũng là đại thương chân ảnh mà, cái nào cũng được. Cái này thì nó không có tỷ lệ giảm tốc đâu, nó chỉ có hút máu này, hút khí và phá trán thôi. Thì chúng ta mua cái nào cũng được, thì mình mua cái này đi, đúng không? Không phải là khi bạn mua cái hút máu mà lên 105 với 119 nó vẫn là hút máu đâu. Ở game này, hãy lưu ý từ này nhé, ở game này khi các bạn mua trong shop nó là hiệu ứng X, thì khi luyện lên nó có thể là hiệu ứng Y, hiệu ứng Z. Tức là gì? Tức là nó sẽ quay vòng random 3 cái hiệu ứng của cái loại đấy có thể xuất hiện. Mình lấy ví dụ lên 105, ví dụ bạn mua là hút máu, nhưng lên 105 biết đâu đấy nó lại là ra hút khí. Lên 119 biết đâu đấy nó lại ra phá trán. Cũng tương tự, mua 105 mua 100 ở trong shop là 100 là hút máu. Cũng có thể lên 105 ấy, nó vẫn là hút máu, và lên 119 nó vẫn là hút máu. Nhưng mà cũng có thể là đang mua trong shop ấy là hút máu, lên 105 nó có thể là hút khí, nhưng mà lên 119 nó lại quay về hút máu, vân vân, nó rất nhiều xác suất như vậy. Nó gọi là tổ hợp mà cái này nó rất nhiều xác suất luôn ấy. Nếu mà chúng ta cộng ra thì có nó 1, 2, 3, 6, 9. Đúng không? 9. Tại vì trong khi mà chúng ta luyện lên 102 ấy, à đâu 6 thôi, 6 thôi. 102 nó không có hiệu ứng. Sorry mình nhầm nhé, chỉ 105 thôi. Cái lúc 102 trong shop này khác này, mà 102 khi luyện xong ấy nó vẫn là 102, nhưng mà 102 đấy khác nhá. 102 đấy lại không có hiệu ứng đâu. Tí nữa mình làm các bạn sẽ xem. Thì tức là nó chỉ là 6 thôi. Đấy nhé, 6. Ok, rồi. Bây giờ mình sẽ mua này. À, làm mua rồi nhá, mình làm này. Đấy, luyện tinh vi môn kiếm này. Luyện nhá, mình sẽ luyện các bạn nhìn này. Đó, các bạn thấy chưa? Lên tivi luôn này. Đấy, cầm thì như cái kim đâm tim ấy. Đây này các bạn này, thấy không? Rồi. Thế thì bây giờ chúng ta, khi chúng ta ra cái này rồi ấy, không phải tổ hợp chập 9 đâu, 6 thôi. Tại vì khi mà ở trong shop là chúng ta được chọn mà, đúng không? Khi chúng ta chỉ có lên 105 thì nó mới đây, cái khi mà lên đây này là nó không có hiệu ứng mấy hiệu ứng kia, nó chỉ có 100% này là sát thương này thôi. Đó nha, thì 102 này nó khác 102 ở trong shop. Một số thằng thì lại cứ quan tâm đến việc là anh ơi 102 này sao không có rồng ấy, thì chia sẻ các bạn này, các bạn cứ lên 105 đi thì cái nào có rồng hết. Còn 102 mà khi mà chúng ta luyện 102 ấy, thì là có một số phái nó có rồng, nhưng con rồng đấy thì làm gì đâu, chả giải quyết vấn đề gì cả. Thường thường mấy ông mới thường thích rồng, luyện ra 102 thì con rồng là khoái rồi. Nhưng mà chia sẻ với các ông luôn là lên 119 các ông sẽ có con rồng. Rồi bây giờ tiếp tục này, mình sẽ luyện tiếp cái này. Bây giờ các bạn thần khí, bây giờ nhá, cái 102 này nếu như mà một số người ấy, giả sử như mình chưa biết gì đi, chưa biết gì cả, thì các bạn có mấy cái dòng đây này, ví dụ như là thần khí luyện hồn này. Đấy, thì hãy nhớ là khi mà thử ấy thì nên đọc. Để có thể luyện hồn thần khí, các bạn hãy đặt thanh khí vào đầu tiên của tay nải. Nhưng mà lưu ý cái chỗ này nha, mình bỏ ra. Khi các bạn luyện cái này rồi thì đừng có luyện nữa, nó sẽ mất không nhiều đâu, có 5 tầng phụ thôi. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta giã luôn vào cái dòng này. À, cho đây. À, phục phát này. Đấy, nhớ chỗ này nhé. Rồi Tiếp tục này, đây, khi nó lên cái này rồi, đấy, nó là suy nhược, lúc nãy mình hút khí đúng không? À, hút một khí hút máu đúng không? Bây giờ nó là suy nhược cái này. Thì nó là thật ra là huyền công này này, đấy, như này. Đấy, tranh này. Đó, các bạn thấy không? Đấy. Thế bây giờ lên trong, lúc nãy là mất 50 cái tấn mãn 7 rồi đấy. Thế bây giờ là bỏ ra này. Lại cho nó ra. Hãy lưu ý tất cả khi các bạn muốn chắc ăn ấy là các bạn nên tháo ngọc ra. Thượng cổ thần khí này. Đó, thì nó ghi rõ đây này. Các bạn lớp này các bạn phải đọc này. Chơi game ấy chúng ta nên đọc. Kỹ năng đọc hiểu văn bản. Thần khí 119 để có thể nâng thần khí 102, 105 lên thượng cổ thần khí, các bạn hãy mang theo thần binh phù cấp 3, tân mãn thần phù 8 và một lượng vàng tương ứng theo công thức. Đấy. Thần khí 82, 20 thần phù tức là thần khí 80 rất là ít. Đấy, thấy không? Thì 119 nha, ok, sau đây. Đơn giản thôi, tân mãn 8 này, các bạn nhìn những cái mà nó sẽ mất đi nhá. Này, những cái mà nó sẽ mất đi. Ba cái cọc này, các bạn nhìn rõ này. Đó. Đây. Dễ nhìn này. NTM thì luôn chia sẻ một cách rất chi tiết để những bạn nào mới cũng xem được, còn những bạn nào mà biết chơi rồi ấy, thì nghe có vẻ nó hơi rườm rà, đúng không? Nhưng mà thôi các bạn, vì những người mới nhá. Đấy, đơn giản thôi, cho vào đây và duyệt. Đấy, thì nó sẽ lên tivi này. Đấy, độc công. Đấy, và nó là suy nhược. Đấy, hy sinh là video các bạn xem nhé. Nhớ like ủng hộ nhé. Like và đăng ký kênh ủng hộ nhé. Nãy là định làm cái của đường môn. Tại vì nó có xác suất ra giảm tốc và cầm cho nó lạ. Nhưng mà thôi hy sinh vì video nên là làm cái này. Thì đây. Đã xong. Khi các bạn ốp ngọc vào thì nhìn nó cũng khá là ngầu nha. Đấy. Có thể là mình sẽ đi ốp ngọc trước cho các bạn xem luôn nhé. Cái này nó là suy nhược thì nó kiểu này, xanh xanh này. Còn phá chán thì nó nhìn nó cũng hay hay hơn. Phá chán nhìn kiểu trắng trắng trắng. Hello tất cả các bạn nhé. Xin chào toàn thể các anh em. Đây là mình sẽ khoan này, khoan xong là mình khảm thử một viên vào cho các bạn xem nó đẹp như nào. Làm bốn này, khoan này, và đây đủ độ 13 này. Cái này đây đó, đây cho mình khoan này, để tháo cái này ra, đặt đây, đục phục phát đây, xong khảm cho nó viên thử xem nào. Chúng ta khảm thử viên gì ta? Viên băng công xem nào. Đấy. Đấy. Đây các bạn. Đấy. Nhìn nó cũng ra gì vào này nọ đấy chứ không phải đùa đâu. Đấy. Thì đấy là mình đã chia sẻ rất chi tiết cách làm thần khí và bộ dung. Thì cũng chia sẻ thêm các bạn như thế này, đó là nó gọi hay là chúng ta quen gọi từ ngày xưa đến nay ấy, và nó đôi khi nó thành thông lệ quen mồm rồi ấy. Thì chúng ta thường gọi là thần khí phái Minh Giáo, thần khí phái Thiếu Lâm, thần khí với cái bang vân vân, đúng không? Thì đúng là ý tưởng của nhà phát hành ấy là người ta cũng thiên hướng và người ta tạo có nét mang khuynh hướng của cái phái đấy. Nhưng tuy nhiên ngày nay và đặc biệt ở phiên bản này ấy, thì là bộ dung thường là các bạn sẽ cầm những cái để lấy giảm tốc, giả sử như cái là Minh Tôn hay là những cái khuyên thần ẩn hoặc là những cái bổng hoặc trượng vân vân để lấy giảm tốc. Tại vì cái kiếm này nó không có xác suất giảm tốc nên các bạn cân nhắc, các bạn chơi bộ dung hãy cân nhắc ha. Ok.